Sau một thời gian dài ấp ủ, Phạm Minh Hữu Tiến, người được khán giả biết đến với cái tên Dược Sĩ Tiến, chính thức công bố dự án điện ảnh đầu tay Hạnh Phúc Máu. Buổi showcase giới thiệu phim điện ảnh Hạnh Phúc Máu có sự góp mặt của nhiều gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Nhật Kim Anh, Dương Triệu Vũ, Vũ Hà, Nam Thư, Tiến Luật, Đức Phúc, Eric, diễn ra vào tối ngày 14 tháng 9. Hạnh Phúc Máu là dự án điện ảnh đầu tay của Phạm Minh Hữu Tiến do anh và diễn viên trẻ Phạm Huỳnh Hữu Tài đồng sản xuất, thuộc thể loại tâm lý kinh dị. Bộ phim với sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên gạo cội là nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân, nghệ sĩ ưu tú Công Ninh, nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện, nghệ sĩ Ngân Quỳnh, diễn viên trẻ Phạm Huỳnh Hữu Tài, Dược Sĩ Tiến, Trang Trần và nhiều tên tuổi nổi bật khác. Phim kể về cuộc đời của Hà Phương, nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân thủ vai, và câu chuyện gia tộc Phương Đình với một đức tin lạ vận hành niềm tin, sự thịnh vượng của gia tộc. Trước sự kiện quan trọng của gia tộc Phương Đình, người kế thừa hàng loạt câu chuyện ly kỳ bí ẩn, thảm kịch xuất hiện. Hành trình lý giải bí mật cuối cùng của gia tộc Phương Đình cũng là lúc sự thật trần trụi về những người chung một dòng máu nhưng khác cuộc đời được phơi bày. Đồng hành cùng Dược Sĩ Tiến trong Hạnh Phúc Máu, Phạm Huỳnh Hữu Tài là một gương mặt diễn viên trẻ từng đoạt giải Á quân của cuộc thi gương mặt điện ảnh. Nam diễn viên đã tham gia phát thảo ý tưởng, xây dựng nhân vật ngay từ những ngày đầu tiên. Cùng với tư duy tâm lý nhân vật hiện đại, khả năng diễn xuất, khán giả hy vọng, màn kết hợp giữa Phạm Huỳnh Hữu Tài và Dược Sĩ Tiến sẽ mang đến nhiều bất ngờ. Với cái nghề này, với con đường này nghệ thuật, nó chưa bao giờ là cái nơi để mà cấm đoán người này hay là chào đón người kia. Ai có tài năng, có khả năng và có đam mê là có quyền bước tới với nghệ thuật. Đó. Còn việc còn lại là của công chúng, của khán giả sẽ là người thanh lọc hoặc là sẽ là người có câu trả lời tốt đẹp nhất. Và Hưng tin rằng là với cái kiến thức và trình độ và cái sự tinh tế từ con người của Tiến á, thì chắc chắn Tiến sẽ mang lại cho nghệ thuật ít nhiều những sản phẩm thành công, những sản phẩm tốt đẹp, tử tế. Vì là tới giờ phút này để bỏ tiền, bỏ vốn để đầu tư hay làm một sản phẩm MV ca nhạc thôi cũng là một điều kinh khủng rồi, là một gia tài rồi, cũng như cả một bộ phim như vậy, thì mình phải nên khích lệ, mình phải nên động viên những người mà có tâm và có một cái lòng đam mê để được cống hiến như vậy. Cái dự án này là Tiến đã mời Trang từ 4 năm trước rồi. Khi mà đi Hàn Quốc, Tiến đã mời và mình đã đồng ý, đã nhận lời. Rồi kịch bản làm lên làm xuống mãi mới xong thì mình thấy là cái vai diễn này nó khác với cái con người, cái nét của mình. Nhân vật trong phim này hoàn toàn khác với cái nét của mình bên ngoài. Nên là mình muốn thử sức để lột tả cái cảm xúc của mình. Phim có Nguyễn Trung làm đạo diễn. Anh từng là học trò của chuyên gia điện ảnh Hollywood, Josh McLachlan, phó đạo diễn của phim Titanic và loạt phim bom tấn X-Men. Hạnh Phúc Máu dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 11 năm nay. Bộ phim được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho điện ảnh Việt cuối năm 2022.